Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hôm qua thì mình đã rất là may mắn sau khi kiểu như là mở ra được thêm một cái trái ác quỷ cực kỳ mạnh luôn. Đó là trái ác quỷ Guranomi ha. Đó là trái ác quỷ mà được một cái người được mệnh danh là người đàn ông khỏe nhất thế giới từng ăn á. Đây, trái Gura đây. Thế nên là hôm nay mình muốn trở thành người đàn ông mạnh nhất thế giới trong thế giới Vua Hải Tặc ha. Để xem coi sức mạnh đó sẽ như thế nào bằng cách là ăn luôn cái trái quỷ Gura này. Hy vọng là sau khi ăn trái Gura thì chúng ta sẽ có được sức mạnh mới và chinh phục những con tàu nó dễ dàng hơn nhá. Rồi, giờ thì ăn luôn. Và trái Gura thì chỉ có 4 kỹ năng thôi à. Nhưng mà chắc sẽ rất là mạnh đây. Với kỹ năng đầu tiên thì mình còn có cả hai dạng cơ. Ui, kỹ năng mà còn có hai dạng cơ. Đây là dạng bình thường, còn đây là dạng thứ hai nè. Wow, được đó ta. Thì ra đây là kỹ năng mà có thể đấm kiểu như là nứt cả không khí. Nghe tôi là có vẻ xịn xịn rồi ha. Nhưng mà không nên test ở gần nhà đâu. Cái thuyền, không nên test ở trên thuyền đâu. Cái thuyền mình cũng bé lắm, mình test một cái là chắc hết còn thuyền để ở luôn á. Được. Giờ thì mình sẽ lên đường luôn thôi. Với cả là mình sẽ đi tìm vũ khí của người đàn ông khỏe nhất thế giới nữa. Đúng rồi, mình còn thiếu một cái món vũ khí của bố già râu trắng nữa thì mới giống được. Ở đây có người trao đổi luôn. Nhưng mà không có bán cái vũ khí của bố già râu đen rồi. Nhưng mà có bán thanh xui xui. Ui, được. Đây cũng là một trong những thanh bảo kiếm trong thế giới quanh Vua Hải Tặc nè. Thì ra đây là thanh xui xui đây sao. Được quá cà. Bỏ túi luôn. Giờ chưa có vũ khí của rau trắng thì mình sẽ dùng tạm cái này cũng được ha. Rồi, và trước mặt mình thấy có một cái con thuyền kìa. Mình ghé qua đó mình hỏi thăm sức khỏe của mấy thanh niên hải quân trong đó. Với cả là test sức mạnh luôn coi. Nãy giờ chưa có kịp test sức mạnh của trái quỷ Gura luôn á. Rồi, tới cộng chuyện luôn nha. Mình sẽ đột nhập vô trước đi. Kìa, phía xa còn thêm hai con thuyền nữa kìa. Wow, hấp dẫn gì ca. Bay lên cái. Sau đó là test liền kỹ năng đầu tiên. Mình sẽ test cái dạng đầu tiên trước á. Nó có hai dạng mà. Dạng đầu tiên thì mình sẽ... What the heck? Ôi. Trời. Ôi, mình đấm một cái con thuyền này. Ôi, nó nứt tùm lum tè lé hết luôn rồi. Wow, hơi bị khỏe luôn. Không ổn rồi. Còn kỹ năng thứ hai là mình khi mình kích hoạt lên mình sẽ cường hóa cái cú đấm của mình lên ha. Ra là vậy. Dạ. Nhưng mà bọn chúng chơi bắn toàn là đạn hải lâu thạch không à. Kì cục vậy. Này thì bắn đạn hải lâu thạch nè, còn bắn đạn lửa nữa chứ. Rồi thôi xong rồi, cái thuyền này xác định rồi. Chưa, để mình loot cái rương cái đã. Nãy giờ hơi bất ổn nha. Cái rương. Một cái rương sắt. Hợp lý. Ây da. Không được, phải lấy thêm kiếm thôi. Lấy. Hắn lướt cái hắn lọt xuống nước rồi. Để mình đấm hắn một cái ha. Cái tội láo tét nè. Và chắc mình sẽ test luôn cái dạng thứ hai của cái trái Gura này ở trên con thuyền này luôn ha. Để xem coi. What the? Cái trái này sức công phá mạnh lắm. Không hổ danh là trái quỷ. Xịn sò á. Trời ơi. Chỉ với hai lần dùng kỹ năng thôi mà con thuyền này đã tan tành như vậy rồi. Không thể tin được luôn. Wow, kỹ năng thứ hai nó cũng có hai dạng luôn nha. Đây là dạng thứ hai nè. Dạng thứ hai là khi mình kích hoạt là mình sẽ kiểu như tấn công những cái địch gần đây liền luôn á. Ra là vậy. Nhưng mà mình nên hạn chế việc dùng kỹ năng này trước khi đánh chiếm nha. Tại vì nhỡ mình dùng xong á, cái nó bể luôn cái rương là mình không có loot được rương trái quỷ đấy. Nên phải cân nhắc nha. Thôi lỡ rồi, mình sẽ tấn công thêm một cái nữa để cho phá hủy luôn con tàu này ha. Trời ơi kìa, các bạn thấy không? Đánh chiếm xong là cái tàu tan tành luôn, nhìn không nhận ra luôn á. Không biết là ví dụ mình có thêm cái vũ khí của rau trắng thì trái quỷ này có được cường hóa thêm sức mạnh không nhờ.
Ồ, mình cũng nghi lắm. Biết đâu mình có thêm vũ khí của râu trắng thì sức mạnh nó sẽ mới bộc phát được ở mức cao nhất thì sao? Cũng đúng nha. Thôi được rồi, sau khi khám phá xong cái chuyến này thì mình sẽ đi tìm cái vũ khí của râu trắng nữa. Cái thanh đao bự bự á. Cái đó cũng hơi bị xịn đấy. Ồ, mấy con này láo tét. Rồi, nãy giờ mình mới test kỹ năng thứ nhất và thứ hai thôi. Giờ thì mình sẽ coi kỹ năng thứ ba là làm cho những kẻ địch bay lên trời. Phải không vậy? Ồ, chính xác kìa. Mới đẩy lùi cái tên tay to mặt bự này về sau nè. Wow, ra là vậy. Nhưng mà mình thấy kỹ năng thứ hai thì nó không có sức tấn công mạnh cho lắm nha. Ồ, chỉ có đúng kỹ năng thứ nhất là sức tấn công dữ thôi. Và ơi mà chờ mình tính test chiêu cuối, nhưng mà để mình đi xuống đây mình coi có rương đồ các thứ được không. Nhỡ mà xui có rương một phát mà nó nổ mất rương luôn là ha, buồn luôn á. Đúng rồi nè, hai rương luôn là đằng khác đấy, tí nữa là mất luôn hai cái rương rồi. Rồi các ngươi đi ha. Dám đánh hả? Dám chọc giận Lộc á. Lộc râu trắng nè, chuẩn bị mình đấm hắn một cái nè. Một cú đấm thôi là tan vỡ luôn con thuyền. Ouch. Ui, mình gặp tên thuyền trưởng rồi. À, tên thuyền trưởng này có haki bọc vô kiếm. Người có tao không có hả? Đợi mình xíu, bật haki bọc vô kiếm mình xúc hắn liền. Đâu hắn rồi? Láo tét thiệt chứ. Vô đây, cầm rìu chứ gì, mình không sợ đâu. Vô đây. Người tưởng ta sợ hả? Hơi bị dữ nữa nha. Mới có thanh xui xui á, không đùa. Wow, và đây là thanh xui xui sau khi được bọc haki vào nè. Nó cũng không có quá là nhiều thay đổi ha. Tại vì bình thường nó đã màu đen sẵn rồi. Còn ở dưới vài tên thuyền viên đang chạy trốn kìa. Ai cho chạy trốn? Mình đánh chiếm tàu là không cho chạy trốn đâu. Ôi nhưng mà các bạn có thấy gì không? Sao hai con tàu gần đây thì bọn chúng hay nuôi heo trên tàu thế nhờ? Ủa lạ thiệt. À mà khoan, trên đây hình như vẫn còn rương hay sao nữa. À không còn rương đâu. Ok, nếu mà không còn rương thì mình sẽ bắt đầu phá hủy con tàu này bằng tiệt chiêu cuối nha. Để xem coi tiệt chiêu cuối của trái Gura này nó sẽ có sức tấn công khủng như thế nào đây. Rồi, khi dùng là mình bất động rồi đó. Và what the heck. Mình phá hủy con tàu tan tành luôn rồi. Wow, đây mới là tuyệt chiêu mạnh nhất của trái Gura nè. Mặc dù thời gian hồi chiêu của nó hơi lâu nha, nhưng mà sức công phá của nó thì khỏi phải bàn luôn. Coi con tàu sau khi mình đánh chiếm rồi còn đúng cái mấy cái cột bườm là nguyên vẹn thôi á. Trời đất ơi, khủng khiếp thiệt. Ok, ê, tên nào mới đốt mình nữa vậy? Hoài nhá. Nữa cơ. Mình ghét mấy tên mà bắn đạn lửa. Đâu rồi? Để mình vô mình dạy dỗ mấy thanh niên đó mới được. Dám bắn đạn lửa với mình hả? Này thì bắn đạn lửa nè. Láo tét. Ui hình như mình đánh nhầm cái rương hay sao rồi. Nó nổ cái rương rồi. Ồ không sao. Cái rương bên đây mới là rương chứa trái quỷ ha. Rồi, các ngươi dám chọc giận tao chứ gì? Ta sẽ phá hủy luôn con tàu của các ngươi bằng sức mạnh trái Gura nào. Nổ. Tan tành con tàu luôn. Ui, quá ghê gớm. Ồ mà cái này nó hay ở một chỗ, đó chính là sau khi nó phá hủy á thì nó vẫn chừa mấy cái block ở dưới chân mình nha, nên mình không có sợ bị lọt xuống nước đâu. Đó là một điểm cộng cho trái quỷ Gura nha. Mình thấy nó rất là tâm lý luôn á. Được. Rồi còn con lăng quăng đó thì mình sẽ cho nó ăn cú đấm cực mạnh của mình. Thích thì chứ. Trời đất ơi. Để mình loot đồ xong cái chỗ này đi. Mình sẽ biến mất. Mình sẽ cho cái chỗ này biến mất trong vòng một nốt nhạc nè. Để mình lấy đồ cái đó. Trong đây nó có đồ á. Đâu rồi ta? Nó nằm đâu tầng dưới lắm. Đây, nó nằm tiếp tầng dưới nè. Trời ơi, bọn này nó quýnh nhau kìa. Quá trời quá đất, nó đấm nhau các thứ rồi. Lại cho nó đánh mình xíu đi ha. Xíu mình trả thù sao. Không gì phải vội hết. Rồi, mình đã lấy được thứ mình cần lấy rồi. Bye bye, no see you again mấy con này luôn. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị tinh thần đi. Mấy nhóc. Bùm.
tan tành hết luôn. Coi bờ lóc nó văng xa kìa, ghê gớm thiệt chứ. Bảo sao gâu trắng trong thế giới vua hải tặc mạnh là phải rồi, đã mạnh mà cầm thêm trái quỷ cực mạnh này nữa thì mạnh nhân đôi luôn á. Chỉ tiếc là bây giờ mình chưa có cái món vũ khí của râu trắng thôi nha. Chắc một xíu mình phải vô đất liền sớm thôi. Nhưng mà mình tính về vô đất liền rồi đó, nhưng mà tàu thì cứ gặp hoài, sao mà bỏ lỡ được. Ồ, đây đây, con tàu này quen đấy nhờ. Con tàu này khá là giống con tàu mà lần trước mình gặp bé gấu bị con xương cưỡi nè. Nhưng mà lần này nó thay thế bằng những cái thanh niên cướp dân làng rồi. Mình sẽ lên đó coi coi có bé gấu nào bị ức hiếp không, để mình giải cứu mới được. Nhưng mà công việc trước tiên là để mình lút rương cái đã, tại vì mình không muốn bỏ lỡ mấy cái rương trái quỷ đâu. Được, sửa gọn mấy con này bằng thanh xui xui nè. Ê, sao mình bay vậy? Ủa? Ouch. Trời ơi, tự nhiên mình bị bay lên trời. Bọn này chơi kỳ cục vậy. Chơi gì kỳ cục vậy? Đi ra chỗ khác nha. Từ, cẩn thận. Rồi, đập, làm spawn nè. Lút rương. Ui, không có rương trái quỷ rồi. Lần này thì không có rương trái quỷ cho mình. Oh no. Nhưng không sao, ở dưới vẫn còn mà. Biết đâu bất ngờ. Bất ngờ thường nằm ở tầng dưới nè. Ao. Bắn cái gì? Rồi bà. Không có rương. What the heck. Ôi không. Con tàu này không có rương trái quỷ cho mình rồi. Cái thuyền hải tặc này hơi nghèo nha. Đã vậy thì mình sẽ cho nó bye bye luôn. Phá hủy luôn con tàu này. Ai bảo nó không cho mình rương trái quỷ chi. Phá hủy luôn nhá. Ôi cái bè của mình. No. Chìm rồi. Người ta mất cái bè rồi còn phóng lên ba nữa. Trời ơi, nó chìm ở dưới luôn rồi. Xu thiệt luôn. Đen thôi, đỏ là red rồi. Ok, mình vẫn còn cơ hội ở trong con tàu này mà. Không có gì phải vội hết. Đây, tiếp tục là một con tàu hải tặc siêu to khổng lồ ha. Để mình tiêu diệt bọn chúng trước đó. Nhưng mà giờ cũng hơi rén, không dám phá hủy nè. Vô lút rương trước đi. Một rương vàng. Được đấy, ít ra phải vậy chứ. Sau khi lấy được thứ mình cần lấy thì xác định bọn chúng rồi. Mình sẽ cho con tàu này tan tành mây khói luôn. Bằng sức mạnh thật sự của trái Rura nè. Skill mạnh nhất. Rồi chạy đi cưng, chạy đi còn kịp. Khi mà mình kích hoạt thành công thì xác định nha. Tan tành con tàu liền. Ôi, nhưng mà mấy tên này vẫn còn sống sót cơ. Ao, mấy tên niên này ghê phết. Thử coi cú này sống nổi không. Sao mà sống nổi với năng lực của trái Gura. Mình cho hắn bay tít lên trời liền. Xong rồi. Nhưng mà giờ thì đợi cho Gepo hồi lại cái đó. Mình ước chừng được khoảng cách từ đây tới đó mình bay không tới á. Nên từ từ mà qua á, không có gì phải vội hết. Rồi, giờ thì qua bên tàu kế tiếp nè. Lần này thì chắc mình sẽ chủ động tấn công luôn á. Đấy, đúng một skill thôi. Vô giữa cái khoang tàu là hợp lý nè. Nhưng mà bên đây không có rương trái quỷ. Chắc là bên đây mới có nè. Ủa, sao bọn chúng tấn công mình ghê vậy? Bên đây cũng không luôn. Vậy là cái tàu này không có rương trái quỷ rồi. Nhưng mà bọn chúng đánh mình ghê quá. Vì đây là trái hệ Paramecia nên nó không hề có khả năng miễn nhiễm với những cái đòn đánh đâu. Chắc mình phải gắn thêm Haki quan sát cấp cao vô mới được. Haki quan sát cấp cao vô để nó khắc phục nhược điểm bị đánh từ bọn hải quân này ha. Chứ kẻo một hồi máu mình xuống thấp là lại nguy hiểm á. Rồi nãy giờ các ngươi đánh ta hơi nhiều rồi đó. Giờ để ta đánh các ngươi lại. Tiếp tục là phá hủy con tàu này thôi. Mình thích xài skill này ghê luôn á. Nó mạnh tới mức mà nó còn phá hủy cả nước cơ. Dạ. Chết rồi, dùng Haki lâu quá nó bị mất tầm nhìn luôn rồi. Rồi không sao, giờ thì mình chỉ cần qua con tàu bên kia nữa là xong khu vực biển này nữa ha. Chúng ta có thể an tâm vô đất liền rồi. Chưa, để mình lấy đồ nghề ra mình bắn cái mụ này tiên cá da mạo kia cái đó. Này thì mình quay.
Ôi ơi, bắn hụt lắc luôn. Ôi ơi, sao trời con cá này. Nguy liều lắm. Này thì con cá vô duyên, nó dám bơi lên nó cắn mình luôn mà. Láo thật. Chưa nha, nhắm cho kỹ nha. Nhắm cho kỹ nào. Mình sẽ canh cao hơn xíu tại vì đạn nó hơi rơi á. Lần này thì sao mà hụt được. Bắn thẳng mặt nàng tiếng cá giả mạo luôn. Cho chừa cái thói mà hở ra vụ trai lành nha. Rồi, đứng đây nghỉ mệt xíu. Tại vì cái ghép bô mình nó cũng có thời gian hồi chiêu á. À, đang nghỉ mệt thì gặp thanh niên giang hồ biển. Thì ra ngươi chọn cái chết hả? Rồi, các ngươi ở dưới biển đâu đúng không? Ta sẽ cho các ngươi lên trời chơi nha. Bay hết trơn rồi. Bay đi mất rồi. Từ. Ui, tí nữa thì lọt xuống nước. À, ok, tiếp tục là đánh chiếm con tàu này bằng năng lực của trái Gura nè. Mình sẽ tạo một cái lỗ dưới chân trước ha. Sau đó tìm căn phòng chứa rương trái quỷ. Ở bên này. Ui, không có, lần này thì không có rồi. Vì nó không có rương trái quỷ nên nó xứng đáng bị banh con tàu này. Phá quỷ con tàu này thôi. Ở dạng thứ hai của kỹ năng thứ nhất thì mình nghĩ là mình nên dùng nó theo phương ngang á. Thì mới phát huy được tối đa sức mạnh nha. Đấy. Nó cũng mạnh không kém gì kỹ năng cuối cùng của mình đâu. Được thật sự luôn. Rồi, và sơ qua thì gần đây có vẻ là hết tàu rồi. Nên chắc mình vô đất liền để chúng ta đi tìm vũ khí của rau trắng ha. Tìm mua mới được. Nãy giờ thì chúng ta cũng có được khá là nhiều rương á. 2 rương vàng, 1 sắt và 2 gỗ luôn nha. Quá là đã. Ui, cái gì? Ouch, con lăng quang quyển đâu rồi? Láo tét thiệt. Đang chèo bè thì. Ui, ôi trời rồi luôn. Thôi xong rồi. Lỗi kỹ thuật xíu thôi. Giờ mới thiệt nè. Mình sẽ đấm cho con này nó ngất người luôn. Láo tét. Ủa, thôi xong rồi. Ôi trời ơi, mình xài nhầm dạng. Mình xài ở dạng thứ hai nên thành ra là. Ui, xin lỗi mấy bác dân làng nha, tôi không để ý. Trời, mình xài nhầm dạng. Đây mới đúng dạng nè. Cái dạng thứ hai đó là nó sẽ tấn công theo chiều ngang đấy. Trời ơi, là mấy bác dân làng banh chành hết cái rượu rồi. Thiệt tình luôn á. Ui, anh thiên hải quân đã định làm gì? Định vô hay cướp bóc của dân làng hay gì? Láo tét. Này thì hải quân nè. Ủa nữa hả? Ui nữa rồi, mình lỡ làm hư gỗ của dân làng nữa rồi. Ui thôi, mình nghĩ là mình nên té trước đi. Trước khi mấy bác ấy phát hiện ra rồi kêu golem đấm mình không chịu phát nào nữa là mệt. Rồi, bà rồng đang ngủ hả? Ngủ thì cho rồng lên trời, đi chơi đi. Mình hất rồng lên cao kìa. Nhưng mà rồng thì không có bị xác nhận sát thương khi rơi á. Nên mình sẽ đánh rồng bằng những cái kỹ năng khác. Chẳng hạn như là cú đấm làm nứt cả không khí này. À, thì ra ngươi chọn. Ủa, mình đang định qua. Ủa sao lần này tới hai tên đội trưởng hay quân săn mình như vậy? Ui no, không được, không. Không ổn rồi. Dùng tiệc chiêu cuối thôi, trước khi quá trễ. Này thì láo tét nè. Dám đi săn mình hả? Trời ơi. Mạnh chưa? Chỉ đúng với một skill của mình thôi là mình có thể tạo ra một vụ nổ nó to tới mức này nè. Ghê thiệt. Rồi con gồng này táo tét hả vậy? Sẽ cho nó ăn cú đấm. Cú đấm làm nứt không khí của mình. Tính ra cái skill thứ tư á, mình dùng nó sẽ không hiệu quả bằng skill thứ nhất đâu. Skill thứ nhất vận sức nó khá là nhanh á. Gặp cái địch thì mình có thể dùng liền để triệt hạ cái địch ngay lập tức. Chứ đợi vận sức thì chắc mình cũng bị đấm nhừ người rồi. Nên nhược điểm của chiêu cuối là thời gian dùng nó khá là lâu ha. Trời đất ơi, cái con gồng này sao ngươi lại vô làng rồi ngươi ăn thịt dân làng? Con gồng láo tét. À, sao tiêu diệt kìa ngươi, bằng sức mạnh của trái Rura này thôi. Con gồng láo tét. Ngươi dám ăn thịt dân làng hả? Trời đất ơi, nó ăn thịt hết cả làng. Nhưng mà khoan, hình như có gì đó sai. Ui, thêm hai tên đội trưởng hay quân định đi săn ta hả gì? Có biết là tao mới giải cứu cho dân làng hay không? Ê, cái tên nó vô làng nó ăn thịt hết dân làng rồi. Kỳ cục kẹo thế chứ. Không biết còn dân làng nào sống sót không nữa. Ôi, cái làng này hết dân làng luôn rồi.
Thôi xong luôn. Hồi nãy có anh Golem mà như anh Golem ở đây đây hơn quá. Ít ra thì mình cũng cứu được anh Golem nha. Thôi thì anh gán tìm một ngôi làng khác để đi bảo vệ đi, chứ cái làng này là mình thấy là tan tành mây khói rồi đó. Rồi, và gần đây có người bán... người này bán cho mình vũ khí của râu trắng nè. Murakumogiri. Uầy, vũ khí này cái tên hơi dài nha, nhưng mà mình gọi tắt là vũ khí của râu trắng đi. Cái cây này với giá 5.000 mốt thôi. Mua luôn, giá rẻ mà. Tuy rẻ nhưng mà nó rất là xịn nha. Nó có sát thương là 17, hơn hẳn cả cái thanh xui xui luôn nè. Trời, khi bọc haki vô, lưỡi đao cũng đã hóa tím rồi nè. Ghê nha, một nhát coi. Một nhát là đi. Rất là mạnh. Thanh niên kia chạy đi đâu? Ngươi chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu? Đừng có giỡn mặt chứ. Vũ khí của râu trắng nha, hơi bị đã luôn. Wow, coi kìa, rất là to và dài á. Đã vậy nhìn cũng ngầu ngầu kiểu gì nữa. Được được được, mình thích cái món vũ khí này. Hồi nãy thì mình thấy phía bên này vẫn còn một người trao đổi cho dân làng ở trò cho cướp biển nữa nè. Đâu rồi ta? Một người trao đổi cho hải tặc nữa đâu? Ủa, mình mới thấy đây mà. À đây 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 đây. Bán cho mình. Không có gì đặc biệt lắm. À mà khoan, trong làng vẫn còn dân làng nè. Hả? Ôi tính ra sao cái pha đánh rồng kia thì mình vẫn bảo vệ được một cái bé dân làng nha. Được được, thôi thôi, vô nhà đi. Ở ngoài nguy hiểm lắm, hải tặc với hải quân đang quánh nhau ngoài các thứ rồi, nguy hiểm lắm. Để mình bảo vệ dân làng ha, yên tâm, mình sẽ bảo vệ cái bé dân làng này. Mà nếu được chắc mình sẽ ẵm bé dân làng này về nhà luôn cũng ok á. Ok luôn, để mình ẵm bé dân làng này về nhà ha, để mình bảo vệ, chứ ở đây thì không an toàn lắm, nhỡ con rồng khác nó tới là nguy hiểm nữa. Nhưng mà ở đây có cái vùng biển nhìn hấp dẫn ấy ta. Chưa, để mình thả cái bé dân làng này ở gần anh Golem ha, kêu anh Golem giữ giùm đi, mình đi ra biển mình khám phá một tí cái đó. Vì mình vẫn còn hai trái quỷ chưa có test nè, đó là trái Kira và trái Mero, mình tính test trong ngày hôm nay luôn á. Nhưng mà bây giờ mình đang sở hữu vũ khí của râu trắng á, nên mình muốn test vũ khí này một tí trước khi mình test trái quỷ ha. Đây rồi, cuối cùng thì cũng gặp cái con tàu đầu tiên trên cái vùng biển mới này. Nhưng mà gần đây cũng có rất là nhiều chỗ có mấy cái nàng tiên cá da mạo nha. Mặc dù mình sở hữu sức mạnh của râu trắng thôi, nhưng mà gặp mấy cái mụ ta thì vẫn bị mê hoặc như thường thôi, nên mình hơi rén. Tốt nhất là nên né né đi. Rồi, và với sức mạnh của trái Gura thì mình có thể phá hủy con tàu ở chính giữa. Tầm tầm này ha, mình canh chính giữa mình phá hủy, thì mình sẽ có một cái lỗ hổng thích hợp để chúng ta bước vào luôn, đỡ phải đào bới chứ cho mệt. Ui, nhưng mà gián tiếp mình cũng bị chìm xuồng rồi. Chìm bè rồi. Oh no. Mình phát hiện ra nhược điểm nha. Là skill thứ nhất mình không có thể dùng khi mà mình đang chèo thuyền. Đấm mạnh tới mức mà tự bể luôn cái bè mà mình đang chèo á. Nên cũng phải thật là thận trọng khi mà sử dụng. Và con tàu này cho mình một cái rương vàng. Được đấy, được đấy. Ouch. Trời. Láo vậy? Dám tấn công ta hả? Dám quýnh hội đồng ta hả? Ui, lắc. Mặc dù hơi lắc nhưng mà không sao, mạnh là được. Có vẻ là mình đã quét sạch con tàu này rồi đó. Giờ thì té được rồi. Ui, sao bọn chúng lại đốt thuyền luôn rồi. Ui, mình không có đốt nha, mình chỉ phá hủy thôi nha, chứ mình không có đốt đây nha. Kẻo lại mang tiếng đốt thuyền nữa. Như vậy thì vùng biển gần đây chỉ có đúng một con thuyền thôi hả? Sao mà bèo dữ ta, ngày càng gặp ít thuyền nha. Hả? Và đằng kia là con gì vậy? Nhìn dễ thương thế. Đây là cáo bạc. Đó giờ mình chỉ biết cáo thường, cáo tuyết thôi, đây là lần đầu mình gặp cáo bạc. Wow, dễ thương vậy. Một xíu mình chỉ có thể ẵm được bé dân làng thôi à, không thể nào ẵm thêm được cáo bạc rồi. Chắc có dịp quay lại đây thì chắc mình sẽ ẵm cáo bạc về sau á. Còn giờ thì hết tàu thì chắc mình sẽ về thôi.
cùng với cả, bé dân làng như hồi nãy mình đã nói ha. Trời, sao trên thuyền mình lại có con lang quăng bự vậy? Tới số ngươi rồi. Bình tĩnh nha, không được dùng năng lực trác quỷ trên thuyền mình nha. Kẻo là kẻo cái thuyền mình giống như mấy cái thuyền mà mình vừa đánh chiếm trong ngày hôm nay là mệt á. Rồi, và bây giờ thì dân làng baby ở đâu rồi? Ủa mới thả đâu rồi? Ôi ôi, đi ngủ rồi. Ok, đi ngủ đi. Mình nhường luôn cái giường của mình cho ngủ luôn á. Mình lên trên này mình ngủ cũng được, không sao. Mình vẫn còn cái giường khác ở trên này ha. Như vậy thì trong ngày hôm nay mình đã test được sức mạnh của trác quỷ Gura rồi ha. Nói chung thì rất là khỏe luôn. Đồng thời thì mình cũng sắm được một cái cây đại đao của gâu trắng nè. Cái cây này thì có vẻ là nó hơi bự so với kích thước của mình ha. Nhưng mà dùng rất là tốt nha. Sức mạnh thì hơi bị cao luôn. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ test tiếp hai trác quỷ mà mình còn mang theo trong người nè. Đó là trái Kira Kiranomi và trái Mero Meronomi ha. Nhất là trái Kira này mình thấy nó rất là giống kim cương nha. Nhìn như một viên kim cương luôn. Được. Ăn liền cho nóng nè, biết đâu bất ngờ. Ở đâu ăn xong trái này thì mình sẽ biến thành người kim cương. Đi tới đâu thì kim cương sẽ xuất hiện tới đó thì sao? Thử xem. Kỹ năng đầu tiên của nó có tên là cơ thể kim cương. Mình sẽ được hiệu ứng kiểu như là sức mạnh, tăng sức mạnh và tăng phòng ngự, đồng thời thì tăng khả năng hồi phục luôn. Wow, kỹ năng này là khá là hay đây. Được á nha. Có kỹ năng nào tạo ra kim cương không? Kỹ năng thứ hai là mình sẽ lướt tới cái địch bằng cái cơ thể kim cương này. Kỹ năng thứ ba là một cú đấm bao bọc bởi kim cương hả? Vậy tính ra cái trác quỷ kim cương này cũng không có gì nổi bật lắm ngoài cái skill đầu tiên là biến mình thành cơ thể kim cương thôi. Ở đây, có con rồng đây. Sẵn tiện mình sẽ test độ trâu từ cái kỹ năng cơ thể kim cương này. Coi con rồng mình cắn mình có xi nha không? Ui! Con rồng đánh mình không vô máu nữa luôn. Nó ăn thịt mình các thứ cơ. Ăn đi cưng, gãy răng đó cưng. Cơ thể kim cương chứ không phải là kẹo dẻo cho cưng ăn đâu. Đúng rồi, gặm đi, gặm cho gãy răng luôn kim cương đó. Đúng rồi, đốt đi. Sao mà đốt được, kim cương mà. Giờ mình đấm con rồng này lại nha. Một đấm. Ui, kỹ năng cú đấm kim cương mạnh nha. Mình có thể đấm con rồng này hạ gục nó trong một hit thôi. Rồi, sức mạnh nó nằm ở đúng một cái kỹ năng cú đấm này nè. Một đấm là một tên ha. Được thật sự. Rồi tên sơn tặc này tính đi đâu? Người tính đi đâu? Chạy hả? Ai cho người chạy? Cú đấm kim cương đó. Bài test tiếp theo thì nó hơi khó nhằn hơn cho cái rác quỷ này ha. Đó chính là bài test độ cao. Bây giờ mình sẽ thử kích hoạt cái cơ thể kim cương để coi từ độ cao này khi mà mình rơi xuống thì mình có bị làm sao hay không. Thử nào. Cơ thể kim cương. Không xi nhê luôn. Đỉnh thiệt chứ. Được này. Tính ra cái cơ thể kim cương nó rất là hữu ích nha. Nó tăng cái sức phòng ngự của mình lên đáng kể luôn. Được. Trâu như vậy thì cũng tốt đó. Hồi nãy thì mình nghĩ trái này không đáng gờm đâu. Nhưng mà bây giờ mình test qua thì mình thấy nó cũng khá là đáng gờm ấy chứ. Không quá tệ. Mình có trác quỷ Mero Meronomi. Đây là trác quỷ của Boa Hancock, một người rất là xinh đẹp trong thế giới vua hải tặc ha. Thế nên mình cũng sẽ thử ăn cái trác quỷ này để coi mình có thể dùng cái Mỹ Nam kế hay không. Và trái Mero này thì kỹ năng nó toàn là trái tim thôi. Wow, là đủ hiểu rồi ha. Mỹ Nam kế thôi. Bắn tim nè. Ui. Mình bắn tim dữ quá thanh niên đó, chịu không nổi, xỉu rồi. Mỹ Nam kế tính ra cũng dữ quá chứ. Kìa, đằng kia mình thấy có một cái thanh niên hải quân đi lạc kìa. Ui, cái gì? What the heck? Ui, tự nhiên đâu con rồng lội ra vậy? Rồi, nó lội lên, nó quýnh nhau với cái con lăng quăng. Nó nướng con lăng quăng luôn rồi. Yêu thế ghê vậy. Bắn tim nó. Trời, bắn tim con rồng, rồng không xi nhê. Wow, con rồng này rất tỉnh nha. Nó không hề quay.
có tác dụng với cái năng lực trái quỷ mình luôn. Ồ, như vậy thì mình không thể dụ dỗ con rồng này rồi. Ồ, kỹ năng thứ ba của mình. Ồ, kỹ năng thứ ba thì có tác dụng nè. Sau khi mình bắn xong thì sẽ gây hưởng hóa đá nữa. Nhưng mà sát thương có vẻ không cao lắm. Hồi nãy mình chích con rồng cả đống mũi luôn. Đó. Mà giống như gãi ngứa cho nó vậy đó. Nó còn ngoe ngoải cái đuôi kiểu như nó thích thú hay sao kìa. Trời đất ơi. Con rồng này dữ thiệt. Chập ba coi, bắn tim lần ba nè. Bắn cả đống gì đó mà không sao hết. Ui, không chơi con rồng này nữa. Gì đâu, người ta bắn tim quá trời luôn mà không có phản ứng gì hết. Ui, bắn trái tim bự luôn mà cũng không ăn thua. Thôi nghỉ chơi đi. Chơi bắn tim hoài cũng mệt chứ bộ. Mình gặp Luffy này. Trời, đây là Luffy sao? Wow, mình với Luffy đứng cạnh nhau đây. Trong khi là mình đang đội nón của Ace, anh trai của Luffy. Trùng hợp thiệt. Nhưng mà trớ treo tay, bây giờ mình lại sở hữu năng lực của Boa anh cốc, người crush Luffy nữa. Ừ, hay là bây giờ mình thử mình bắn tim Luffy coi Luffy có chịu hay không nha. Mỹ Nam kế, mình sẽ thử dùng Mỹ Nam kế coi coi có mê hoặc được Luffy hay không nha. Ủa, hóa đá chưa? Hình như hóa đá rồi. Có tác dụng nha, mình có thể mê hoặc được Luffy. Ơ cái gì? Ui, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Làm gì chống cự? Ouch. Căng gì ta? Hóa đá Luffy thôi. Mình không. Trời, Luffy trong đây tốc độ cao lắm. Và rất mạnh nữa. Một đấm thôi là. Trời đất ơi. Căng vậy? Ừ đúng rồi, anh Golem. Đốt Luffy đi. Ui, Luffy trên đây nóng vậy. Ui. Ouch. Trời ơi, Luffy trong đây ghê quá. Tính nóng như kem vậy đó. Bắn tim nè. Giỡn mặt hả? Cho ăn mũi tên tình yêu nè. Mũi tên tình yêu nha. Ui, nhưng mà Luffy trong đây hơi trâu nha. Hồi nãy mình thấy 400 mấy, gần 500 máu ấy. Kìa, coi tốc độ coi. Wow, căng hẳn thiệt. Như vậy thì cái Mỹ Nam kế không có tác dụng rồi. Chỉ hóa đá được có một lúc thôi à, không có hóa đá Luffy được lâu đâu. Mà khi Luffy phản đòn thì rất là mạnh nữa. Trái quỷ mình có vẻ là không đánh lại của Luffy rồi. Chính xác là như vậy luôn á. Chỉ có thể cấu rỉa và hóa đá thôi. Ok, bây giờ mình thử mình tìm cách mình ẵm Luffy về thuyền mình được không ta? Để mình thử mình ẵm coi có được không? Không được. Xanh lá mình luôn rồi, xa lánh mình luôn rồi. Thôi. Vậy thôi bye bye đi, không chơi Luffy nữa. Dù không được thì thôi. Mỹ Nam kế thất bại rồi. Trước khi mở rương thì để mình cất cái thanh xui xui này lên. Wow, đây là một thanh bảo kiếm nha. Nên mình phải cất lẹ mới được đó chứ. Rồi, và mình sẽ trở lại với việc mở rương nè. Hy vọng là cái rương vàng này sẽ may mắn cho mình thêm một cái trái quỷ mới mẻ hơn. Tại vì hổm dài á, có vẻ là mình mở toàn ra những trái mới mới mà toàn là trái mạnh thôi à. Hy vọng trái lần này thì cũng vậy nhá. Thiệt, lần này cho mình trái Pika Nomi. Wow, đây là trái quỷ cũng rất là xịn sò nha. Và chắc sẽ rất là nhiều bạn biết ai là người sở hữu trái quỷ này đây. Hãy để lại kết quả của các bạn ở phần bình luận nhé. Đúng là rương vàng có khác, ra toàn trái xịn thôi. Mình đang hên hay là mình mở thêm một cái rương bạc nha. Hợp lý. Được. Mình sẽ mở thêm một cái rương bạc nữa để thử nhân phẩm á. Để xem coi liệu rằng hôm nay rương bạc thì có thể cho mình một trái quỷ xịn sò hay không. Câu trả lời là có nha. Rương bạc cho mình trái quỷ Zoan cổ xưa, có tên là Ryonomi Model Brachiosaurus. Đây cũng là một loài khủng long hay sao nè. Trời, bữa nay vừa ra một trái hệ Logia mới, vừa thêm một trái Zoan cổ xưa nữa chứ.
Rồi, và trong thời gian sắp tới, hy vọng là chúng ta sẽ sớm đạt được cái mục tiêu, đó chính là có được cái haki xịn nhất trong thế giới vua hải tặc, và cũng như test hết tất cả các trái quỷ còn lại trong thế giới vua hải tặc luôn ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến phiêu lưu ngày hôm nay cùng với sức mạnh của trái quỷ Gura Gura Nomi. Ngoài ra thì mình còn vô tình gặp được Luffy trong lúc mình test trái quỷ Mero Mero Nomi nữa chứ. Nói chung hôm nay cũng khá là tuyệt vời ha. Hy vọng những ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ sớm đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.